vâng xin kính chào thầy quý cô chú quý anh chị đã quay trở lại với ống nhòm chủ dụng xóp tách và em là thắng vũ hôm nay thì một ngày cực kỳ đặc biệt bên em đã về những cái mã ống nhòm mà thực sự là em cũng chờ rất là lâu rồi và hôm nay thì em mới nhận được cái sản phẩm uh, của Uh, với mức bộ sản phẩm ngày hôm nay thì nó sẽ có hai mã sản phẩm chính đó chính là ống nhòm một mắt và ống nhòm hai mắt và uh, ngay khi hàng về thì đã có một khách qua cửa hàng một bác qua cửa hàng lấy một em đi rồi và hiện tại cái dòng hai mắt chỉ còn một em uh, với những quý cô chú anh chị nào muốn mua dòng sản phẩm ống nhòm nhìn đêm hồng ngoại cao cấp thì đây có lẽ là những cái dòng sản phẩm tốt nhất trong phân khúc giá hiện nay với mức giá bên em vẫn được ưu đãi của hãng gửi về thì hôm nay em sẽ trên tay cho uh, qua cho tất cả quý cô chú anh chị theo dõi kênh youtube của Shop Tech có thể uh, hình dung qua về cái sản phẩm hôm nay bên em về đầu tiên thì đó chính là những cái mã sản phẩm ống nhòm một mắt À, với dòng sản phẩm này với phiên bản quốc tế là NV3185 Với sản phẩm ngày hôm nay thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì mà nổi bật thì chúng ta sẽ đánh giá qua thôi à, Trước tiên thì phải nói đến là cái hình ảnh của mỗi sản phẩm này Nó sẽ cho hình ảnh HD cho tất cả các cô chú chị với cái độ phân giải rõ cực kỳ là cao Mẫu nhòm này ngoài cái việc cho hình ảnh HD ra mà em phải nhắc đến đó chính là cái độ nhỏ gọn của sản phẩm Sản phẩm này thì nó sẽ có đầy đủ sổ sụp và các sách bảo hành của Shoptech và đây là một cái cuốn sách hướng dẫn này quý cô chú anh chị có thể thấy Đây là cái sản phẩm nó còn full box này, làm vừa, vừa về thì em sẽ lên tay cho tất cả quý cô chú anh chị đây Nó sẽ cực kỳ là nhỏ gọn và nó sẽ có cái, cái chất lượng cực kỳ là tốt trong khúc giá À, điểm qua về cái chất lượng của sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy ở bên ngoài hộp thì nó sẽ có in qua về cái thông số của em sản phẩm này. Trước tiên thì nó sẽ có với cái sử dụng à, dòng sản phẩm này thì nó sẽ có pin sạc hỗ trợ cho tất cả quý cô chú anh chị à, chúng ta hết pin chúng ta sạc lại. Thứ hai là nó sẽ có khả năng quan sát với những cái dòng sản phẩm mà quý cô chú anh chị à, nhỏ gọn và tiện lợi thì đây là có thể à, nó đâu đâu đó tầm khoảng 3 đến 200 trăm mét. 200 đến 200 m quay đầu là rất là tốt. Độ phóng đại quang học này là 4x quang bên trong đó là uh, dòng sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ thẻ uh, thẻ SD. thẻ SD là trên 32 GB cho tất cả quý cô chú anh chị. Uh, đặc biệt hơn nữa là với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có cho hình ảnh là 3 megapixel với với chế độ hình ảnh uh, và với cái video mà quý cô chú anh chị quay lại là 1080 thì nó sẽ có hình ảnh HD cho tất cả quý cô chú anh chị. À, quý cô chú anh chị nào muốn uh, sản phẩm nhỏ gọn thì đây chắc chắn là cái có lẽ là cái sản phẩm tốt nhất ở thị trường Việt Nam hiện nay rồi. Nhỏ gọn tiện lợi thì đây chắc chắn là còn đây là tốt nhất. Với sản phẩm này nguyên siêu này thì em vẫn chưa bóc những cái phần uh, túi bóng bảo vệ ra thì em vẫn chưa chưa bóc ra và uh, một hai hôm nữa thì em sẽ lên tay chi tiết sản phẩm Hồng ngoại một mắt cho các tất cả quý cô chú anh chị à, Bỏ qua xuống dưới một chút Thì đây Đây là cái dòng sản phẩm mà à, Thực tế là cái dòng NV400B ấy. Thì à, quý cô chú anh chị à, theo dõi kênh ShopTech Thì cũng biết là Cái dòng NV400B Thực tế thì nó à, Cũng ok trong phân khúc giá Nhưng mà để so sánh Với cái sản phẩm bên em mới về Thì thực sự là Đối với cái dòng sản phẩm này Có chất lượng cao hơn rất là nhiều đây, Những cái chi tiết nhỏ Thì nó được hoàn thiện kỳ là Tốt rồi cho tất cả quý cô chú anh chị rồi. Và hiện tại cái trong sản phẩm này thì bên em uh, đang về thêm mà quý cô chú anh chị nào muốn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp tới hotline là 0988 862059 để hỗ trợ và tư vấn. Uh, với trong sản phẩm này thì nó cũng là phiên bản quốc tế, nó có mã là NV5100. Uh, với dòng sản phẩm này thì nó sẽ có những cái đặc điểm gì nổi bật thì nó sẽ in ở ngoài hộp cho tất cả quý cô chú anh chị. Đây, trước tiên nó sẽ có khả năng chống nước IP 54 là chống nước 100% IP54. À, chế độ video là 1080p. Ở à, bên cạnh đó nó sẽ có cái số uh, chế độ zoom là 6x. À, đặc biệt là cái màn hình LCD và uh, với cái đèn công suất của hồng ngoại là 7 lớp và đặc biệt là có nó có khả năng quan sát được khoảng đâu đó tầm khoảng 600m cực kỳ là tốt và đặc biệt đây là cái điểm mà em đánh giá rất là cao đó chính là cái độ sắc nét của hình ảnh này. Hình ảnh em sản phẩm này thì khi chúng ta uh, quan sát thì nó chúng ta sẽ điều chỉnh được với cái độ phóng đại và cái độ sắc nét của em ống nhòm hồng ngoại thì đây chắc chắn là một sản phẩm mà chúng ta không thể bỏ qua trong thời gian sắp tới. Uh, mã quốc tế là NV5100 và sẽ được bảo hành 12 tháng của Spect. Đây quý cô chú anh chị có thể thấy rất rõ ở trên hình em sản phẩm ống nhòm hồng ngoại NV năm một công chống nước và sẽ có độ bền cực kỳ là cao em có thể review qua em mở hộp qua cho tất cả quý cô chú anh chị theo dõi và với cái dòng sản phẩm này thì hiện tại thì quý cô chú anh chị nào muốn giá ưu đãi hơn thì có thể liên à, hệ trực tiếp tới hotline là 0988 862 059 à, Hiện tại thì trong sản phẩm này hôm nay thì em mới về thì chỉ có một chiếc thôi Và à, quý cô chú anh chị nếu muốn review chi tiết, muốn xem cái video hiệu, hiệu quả làm việc chi tiết của em này Thì có thể kết bạn qua Zalo à, hoặc là sau chờ một 1 đến 2 hôm tới thì mình em có video đánh giá chi tiết em này Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị trong các video tiếp theo